មន្ត្រីទូត26ប្រទេសប្រចាំប្រទេសថៃមកទស្សនាប្រាសាទបន្ទាយឆ្មាររបស់កម្ពុជា ប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តព្រមទាំងអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានលោកជុងលឹមប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឡើងថាប្រតិភូទូតឬក៏តំណាងអគ្គរដ្ឋទូតទាំង26ប្រទេសនោះគឺក្រោមការទទួលស្វាគមន៍ពីរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងវប្បធម៌អាដាមគូស៊ុំសរឿតអភិបាលខេត្តបន្ទាយមានជ័យនិងលោកជុងលឹមប្រធានមន្ត្រីទេសចរខេត្តបន្ទាយមានជ័យបានឲ្យដឹងថាប្រតិភូទូតឬក៏តំណាងអគ្គរដ្ឋទូតទាំង26ប្រទេសខាងលើគឺមានចំនួន153នាក់ដឹ
tam chọn ní nơi rồi xíu mong phán ngay đã đài Adam cô xung xa rước áp bà khai bẩn tìm mình cháy bàn mà chạy thả cô đau nơi đầm na bẩm bênh tù xa nạc cách ní cứ đầm bấy thuộc gặp sọp xa ếp xa chuộp ở viên bà xa stọc có thống ở rộp bọc và tì thấy đài nâu mình ngay bì bà xa bẩn tì chmà cô mà chạy thả bà xa bẩn tì chmà trời bàn co sang láng khả nông ở rạch gà bà bát chây vào màn tì bàm bí khả nông sát vật tì đọc bì đọc đàm sát vật tì đọc bấy đọc bấy bọc bởi ấn để bàn vệ lý khả nông sở mò rập húng đánh chạm nơi khả nông cho năm mùi bọn mùi rối chất sập rầm bí hay nơi khả nông ca bổng bênh tù xả nạ kết cực tì ngân lãnh nơi bà sát trời bàn tù xả nạ giang dọc chất tục đạc chi bì xét cứ sọt tại bàn bất đất dọc rụp hiếp bệ bồ đi sát ở vẹn lục kê xóa rã đáy xàm sập bí tiệp hồng.